rùng rợn Boveglia, hòn đảo nhiều ma và gây ám ảnh bậc nhất thế giới ở Bắc Ý. Venice, thành phố thanh tao của Ý với những con kênh uốn lượn và kiến trúc nhiều tầng, từ lâu đã thu hút trí tưởng tượng của những du khách, đặc biệt là những ai muốn tìm kiếm vẻ đẹp vượt thời gian qua hàng loạt quảng trường lớn và cung điện trang trí công phu ở nơi đây. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt của đô thị đầy mê hoặc này là một tấm thảm lịch sử được dệt bằng những sợi chỉ vừa huy hoàng vừa tăm tối. Đảo Boveglia là minh chứng thầm lặng cho tâm hồn đa diện của Venice, nơi mà những lời thì thầm về quá khứ dường như vẫn còn đọng lại ngay bên dưới những tảng đá cuội cho đến ngày nay. Trong chương trình Tọa độ thế giới hôm nay, ta sẽ đi sâu vào những bí ẩn của nơi này khi khám phá Boveglia, một hòn đảo hội tụ lịch sử huyền bí và có chút kỳ lạ. Lịch sử Boveglia, sự ra đời và phát triển của một hòn đảo thịnh vượng cho đến khi bị bỏ hoang. Được xem là hòn đảo nhiều ma nhất thế giới và được các nhà huyền bí xem là hòn đảo đáng sợ nhất trái đất, Boveglia là một hòn đảo nhỏ có diện tích 6,8 hectare nằm giữa Venice và Lido phía bắc nước Ý. Trước khi có tên như hiện tại, trong các bản đồ cổ, Boveglia được nhắc đến với tên gọi là Boveglia hay thậm chí là Poveglia. Thường được gọi là một hòn đảo, Boveglia thực tế trông giống như một nhóm đảo gồm có 3 hòn. Một trong số đó là nhân tạo. Hòn đảo chính, tức là hòn đảo trung tâm, là nơi tọa lạc của hầu hết các tòa nhà qua nhiều thế kỷ. Kết nối với hòn đảo nhỏ hơn, nằm phía sau qua một cây cầu. Trong khi đó, hòn đảo nhân tạo nổi tiếng với hình bát giác, được xây dựng vào năm 1380 với mục đích phòng thủ. Có rất nhiều truyền thuyết và huyền thoại xoay quanh hòn đảo, không chỉ xuất phát từ việc nó bị bỏ hoang, mà còn từ những câu chuyện bí ẩn về các công trình kiến trúc tại chính nơi này trong nhiều năm qua. Lịch sử của Boveglia bắt đầu vào nửa thế kỷ thứ 6, khi nơi đây chào đón những người từ Padua và Este chạy trốn đến hòn đảo để thoát khỏi những kẻ xâm lược man rợ. Trong thế kỷ thứ 9, dân số của hòn đảo bắt đầu phát triển. Trong rất nhiều năm sau đó, sau cuộc kháng chiến Malamocco từ năm 809 tới năm 810, cộng đồng dân cư nhỏ bé trên hòn đảo này đã có được hòa bình và tránh được luật pháp và thuế của đất liền. Theo thời gian, hòn đảo trở thành một trung tâm thịnh vượng cả về kinh tế và dân số. Các gia đình địa phương đảm trách việc đánh cá và làm muối. Và vì nằm trong khu vực đầm phá Venezia nên từ góc nhìn thương mại, nơi này có thể có mối quan hệ tuyệt vời với hòn đảo Palestrina ở gần đó. Sự suy giảm dân số xảy ra vào cuối thế kỷ 14 sau chiến tranh Georgia khiến người dân phải sơ tán đến Venice. Dù pháo đài hình bát giác được xây dựng để bảo vệ hòn đảo, nhưng nó cũng bị chiếm đóng và tàn phá không kém. Cộng hòa Venezia từng nhiều lần quan tâm đến việc khôi phục hòn đảo trong những năm sau. Nhưng phải đến thế kỷ 18, người ta mới quyết định sử dụng hòn đảo làm trạm lưu trữ, nơi đậu thuyền và cất giữ thiết bị trên tàu. Cho đến năm 1782, các công trình kiến trúc cũng đã được thay đổi nhằm phục vụ mục đích y tế cũng như kiểm soát hàng hóa. Hòn đảo do đó hoạt động như một khu cách ly, tiếp đón các nhóm bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch. Trong suốt thế kỷ 19, hòn đảo đảm nhận nhiệm vụ là một trạm kiểm dịch hàng hải, đồng thời mở các khoa tâm thần và lão khoa hoạt động cho đến thời kỳ hậu chiến thứ hai, thời điểm hòn đảo được giao cho nhà nước. Những nỗ lực tái thiết. Giữa lúc các tòa nhà đang ngày càng xuống cấp, hòn đảo này luôn là đối tượng trong các dự án tái thiết nhưng đáng tiếc là chưa bao giờ được thực hiện. Năm 1997, Trung tâm Du lịch Thanh niên và Sinh viên, một hiệp hội tích cực của Ý hoạt động cho đến năm 2017, đã trình bày một dự án xây dựng ký túc xá thanh niên. Liên quan đến đề xuất này, vào năm 1999, Boveglia đã được trả lại trở thành tài sản nhà nước. Sau một thời gian thì được bán cho các cá nhân khác và dự án chưa bao giờ được thực hiện. Trong 15 năm sau đó, hòn đảo được bán lại để làm địa điểm du lịch nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được chủ sở hữu. Huyền thoại truyền thuyết về một hòn đảo nhiều ma nhất. Có rất nhiều câu chuyện kinh dị về hòn đảo được nhiều người truyền miệng. Những bộ phim truyền hình Mỹ xoay quanh hòn đảo cũng góp phần gây nên sự tò mò. Nhưng không có cơ sở nào rõ ràng để xác định những câu chuyện này là có thật. Người ta kể rằng sau trận dịch hạch đen, hàng ngàn người đã bị thiêu để ngăn ngừa việc lây lan và được chôn cất tại nơi này. Hàng ngàn người chết vì dịch hạch được gom xác vào những hố to trên đảo để thiêu đốt. Trong cơn hoảng loạn, người ta còn đưa cả những người chỉ mới phát
vài triệu chứng nhẹ đến Bouvetlia để chôn sống. Theo truyền thuyết, hơn 160.000 nạn nhân đã bị thiêu vào thời kỳ đen tối đó. Vì lý do này mà người ta đồn rằng mặt đất nơi đây được tạo thành từ 50% tro của con người. Theo thông tin từ các nhà khảo cổ, họ đã tìm kiếm được hơn 1.500 bộ xương của các nạn nhân bệnh dịch hạch bị chôn vùi trong hố. Theo dữ liệu được lưu lại thì vẫn còn rất nhiều bộ xương ở trên đảo chưa được khai quật hết. Một truyền thuyết khác liên quan đến vụ tự tử của giám đốc bệnh viện tâm thần vào năm 1922, cái tên Bouvetlia lại khiến người nghe nổi da gà. Với câu chuyện liên quan tới một bệnh viện tâm thần được xây dựng trên đảo, người ta đồn rằng một vị bác sĩ trong bệnh viện đã tra tấn bệnh nhân bằng những ca phẫu thuật thủy não với búa đục và khoan. Ông đã bị chính những linh hồn của các nạn nhân làm cho nổi điên và cuối cùng phải gieo mình từ ngọn tháp chuông của bệnh viện xuống đất. Một y tá chứng kiến sự việc kể rằng ông ấy không chết khi ngã xuống đất mà bị ngạt thở bởi một làn sương mù kỳ lạ từ mặt đất lan vào cơ thể và giết chết ông ấy. Bên cạnh đó, người ta cũng nghi ngờ rằng tòa nhà tiếp đốc người già dưỡng bệnh trên hòn đảo được xây dựng vào năm 1922 thực chất là nơi tị nạn. Câu chuyện ma được nhiều người lưu truyền nhất là về bé gái tên Maria, một nạn nhân của bệnh dịch. Cô bé bị buộc rời xa cha mẹ đến sống tại Bouvetlia trong thời điểm dịch bệnh bùng phát và thường được nhìn thấy đứng khóc trong về quê nhà ở Malamoco. Người ta còn truyền tai nhau rằng những nhà huyền bí học đến đây để điều tra thực hư các lời đồn cũng phải cao chạy xa bay trong nỗi khiếp đảm và không bao giờ dám quay lại. Hòn đảo này càng trở nên khét tiếng vì chương trình truyền hình ăn khách Ghost Adventure của Mỹ. Đây là chương trình chuyên tìm hiểu, điều tra những địa điểm bị cho là ma ám trên thế giới do kênh Travel Channel phát sóng từ năm 2008. Cuối năm 2009, các chuyên gia của Ghost Adventure đã đến Bouvetlia và tường thuật về những hiện tượng dị thường như nghe tiếng gào khóc rất rõ, bóng đen chạy trên tường, cảnh vật trước mắt biến thành màu đỏ, máy quay phim bị xô ngã. Người dẫn chương trình chính là Jack Bagan còn khẳng định đã bị một vật thể đen tối chiếm hữu sau khi nghe một giọng nữ rên rỉ tên mình và kêu hãy đến đây bằng tiếng Ý. Những câu chuyện về Bouvetlia chỉ xoay quanh đến chết chóc, là nơi mà khi đặt chân đến người ta chỉ có thể chờ chết. Bouvetlia được tắm trong làn nước lấp lánh của đầm phá Venice, có một lịch sử vừa quyến rũ vừa lạnh lẽo, từng là nơi trú ẩn của người dân, sau này được dùng làm trạm cách ly trong thời kỳ dịch hạch. Đây là một giai đoạn lịch sử vẫn khắc sâu vào lòng đất. Hòn đảo này thì thầm những câu chuyện về đau khổ và sinh tồn, một lời nhắc nhở kỳ lạ về những thử thách mà nhân loại đã phải đối mặt. Tản bộ qua những con đường cây cối um tùm trên đảo, ta sẽ được đưa đến một thời đại khác, thời điểm dịch bệnh tràn qua thành phố, để lại dấu vết đau buồn và chết chóc. Tàn tích của những tòa nhà mục nát và khu phức hợp bệnh viện bị bỏ hoang là những nhân chứng thầm lặng cho nỗi kinh hoàng trong quá khứ. Trong số các công trình cổ xưa trên hòn đảo, chỉ có tháp chuông là vẫn còn toàn vẹn do chức năng của nó là một ngọn hải đăng. Tháp chuông là tòa nhà cao nhất trên đảo, có một chiếc đồng hồ trên đỉnh. Chiếc đồng hồ này có niên đại từ năm 1745 và ngày nay không có kim. Bouvetlia cũng có một nhà thờ, nơi lưu giữ một cây thánh giá làm bằng phấn và vữa. Mỗi viên gạch, mỗi viên đá cuội dường như lưu giữ một mảnh ký ức chung của tất cả những người đến trước, kêu gọi ta khám phá và kết nối với những câu chuyện ẩn giấu bên dưới. Và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.